Kính thưa quý vị, cá sấu kêu như chó sủa, tin từ Cà Mau. Một con cá sấu phát ra tiếng kêu như chó sủa được rao bán 10 triệu đồng hay khoảng 500 Mỹ Kim ở tỉnh Cà Mau. Theo tin Vietnamnet, ông Nguyễn Thanh Tùng, một người thu mua thủy sản ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, mua được một con cá sấu nhỏ từ một người tên Nam, chủ vuông tôm tại huyện U Minh. Ông nông dân tên Nam đưa cái lồng sắt có con cá sấu, nói với ông Tùng đưa về nhà làm thịt uống rượu vì tối ngày sủa như chó, khiến hai vợ chồng suốt đêm ngủ không ngon giấc. Vietnamnet kể tiếp rằng, khi nghe ông Nam kể, ông Tùng bán tính bán nghi, liền chọc ghẹo thì thấy con cá sấu phát ra âm thanh như chó sủa. Từ hôm đó, anh Tùng mua con cá sấu này về gia đình nuôi chơi. Nguồn tin nói rằng, có con cá sấu lạ, nhiều thương lái mỗi lần qua lại vựa tôm cá nhà ông Tùng đều muốn xem khả năng sủa như tiếng chó của nó. Không những thế, người dân trong vùng cũng lần lượt kéo đến xem, để xem tận mắt con vật kỳ lạ này. Khi bị nhiều người làm phiền mỗi ngày, ông đã mang cá sấu biết sủa đến nhà mẹ vợ nuôi, bà La Thị Bé và trông nom. Nhưng nhiều người dân hiếu kỳ vẫn kéo nhau đến xem. Quá nhiều người đến làm phiền, bà Bé ép con rể phải bán hay làm thịt con cá sấu. Nguồn tin cho biết, ông muốn bán với giá là 10 triệu đồng hay khoảng 500 Mỹ Kim, nhưng mới chỉ có người trả giá từ 5 đến 6 triệu đồng.